Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, sau cả tuần tương đối mát mẻ, hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành cảnh báo nắng nóng diện rộng leo thang tại các khu vực của Bắc và Trung Bộ. Theo đó, vào ngày mai, ở vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa xuống Phú Yên sẽ có nắng nóng phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ở tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ. Từ ngày mai cho đến ngày thứ ba tuần tới, tại khu vực ở Tây Bắc Bộ và trên khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ sẽ tích tụ ở gần mặt đất và gia tăng vào ban trưa và chiều khi mây bao phủ giảm. Nắng mặt trời bức xạ mạnh do tác động của áp thấp nóng khu vực Tây Nam lục địa và gió phơn Tây Nam bị sụt lún, luồng không khí khô nóng tràn qua các dãy núi có thể có chỉ số cực đoan và nhiệt độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, dự báo từ khoảng ngày mai đến ngày kia cũng sẽ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất cho ngày sẽ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ khi một trung tâm áp thấp nóng phát triển và cư trú ở ngay trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đây sẽ có thể là đợt tăng nhiệt lần thứ 7 ở Đông Nam Á, trong đó có đợt nắng nóng vào ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua. Nhiều nơi đã xuất hiện nhiệt độ lớn nhất vượt qua giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Xét từ tình hình thực tế hiện nay, tâm nhiệt độ cao của đợt nắng nóng sắp tới tham khảo thêm từ các giá trị dự báo của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng đều ở mức cao, kết hợp cả lại thì điều chỉnh giảm nhẹ có thể sẽ chính xác hơn. Và sau đây sẽ là tin dự báo chi tiết về nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Hiện tại, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo ngày mai, ngày ở vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Nam Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 45 đến 65%. Còn trong ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 55%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 60%. Khu vực Nam Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36%, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 65%. Cảnh báo từ khoảng ngày thứ 5 tuần này cho đến ngày thứ 3 tuần tới, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong ngày thứ 5, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày thứ 5, nắng nóng ở Nam Bộ sẽ dịu dần. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn nên sợ có nguy cơ xảy ra cháy, nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Thưa quý vị và các bạn, ở Tây Bắc Thái Bình Dương, trong tương lai gần có thể sẽ có phôi bão được sinh ra và khả năng cao xuất hiện trong cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6. Và dự báo tầm xa của Mỹ và châu Âu đã phán đoán được sự phát triển của phôi bão này. Có điều phía Mỹ lại phản ứng tương đối mạnh với cường độ gia tăng của nó, ngược lại thì châu Âu lại phản ứng tương đối yếu, cho nên phôi này sẽ có thể trở thành trận bão thứ hai ở trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý và quan sát. Về dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biển Tây Thái Bình Dương mà chúng tôi đã nói đến trong những bản tin trước, nay cũng đã có sự thay đổi rõ rệt về dự báo. Hai cơn bão đã tương tác với nhau, tạo thành một cơn bão cực mạnh.
Theo các mô hình dự báo bão xa của các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới cho biết, đến khoảng ngày thứ hai tuần tới, ở trên khu vực biển phía đông, miền nam của Philippines, khả năng cao sẽ hình thành hai áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 132 độ Kinh Đông và 4,3 độ Vĩ Bắc, 142,3 độ Kinh Đông. Theo dự báo xa, do nền nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực này đang ấm lên, và do hai áp thấp này khá gần nhau khiến cho chúng tương tác mạnh với nhau và tạo thành một cơn bão mạnh có vị trí ước tính vào khoảng lúc 16 giờ ngày 23 tháng 5 là 8 độ Vĩ Bắc và 140,75 độ Kinh Đông. Những ngày sau đó, bão có xu thế di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi về biển Philippines và có khả năng sẽ mạnh thêm. Liệu rằng cơn bão này có tiếp tục di chuyển về hướng Philippines và có đổ bộ vào Biển Đông hay không? Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, cập nhật chi tiết và gửi đến quý vị và các bạn sớm nhất trong những bản tin hàng ngày. Vì thời gian còn khá xa và có nhiều yếu tố tác động đến sự hình thành cũng như hướng đi của bão, cho nên những thông tin dự báo về cơn bão này sẽ có thể thay đổi trong những bản tin dự báo sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tiếp theo là phần tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng khu vực Nam Sơn La Hòa Bình từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng gió, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 34 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, vùng núi phía Tây từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng, phía Bắc có gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng vùng núi phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đồng Tháp. Thưa quý vị, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ảnh hưởng của sạt lở, trong những ngày vừa qua đã gây một số thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp. Theo báo cáo nhanh số 83BC-VPTT ngày hôm qua của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, hai ngày trước xảy ra sạt lở bờ kênh Sáng Cái Côn, ấp Đông An 2A, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy với chiều dài 60m. Sâu vào bờ nơi rộng nhất 6m, tổng diện tích sạt lở 360m², ước tính thiệt hại khoảng 540 triệu đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Ngã Bảy đã huy động lực lượng gia cố điểm sạt lở, căng dây cắm biển cảnh báo sạt lở. Tại tỉnh Đồng Tháp, trước đó một ngày xảy ra điểm sạt lở bờ Tây kênh Cần Lố thuộc xã Nhị Mỹ với chiều dài 50m, rộng 46m. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ làm rào chắn cảnh báo sạt lở. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!